Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và VDAX sẽ giới thiệu với các bạn những code mới nhất trong Block Food. Và đương nhiên những code này vẫn có thể hoạt động được ở trong năm 2024. Khi dùng những code này các bạn có thể nhận được kinh nghiệm, Belly và thậm chí là cả trái quỷ vĩnh viễn. What? Hoặc là không. Để xem mình và VDAX có thể nhận được gì trong gần 100 code ở video ngày hôm nay nha. Em sẵn sàng chưa VDAX? Ok, sẵn sàng bắt đầu đây. Rồi, đầu tiên các bạn muốn nhập code á thì chúng ta sẽ bấm vô cái hình hộp quà ở đây. Đầu tiên sẽ là code Triple Abuse. Rồi, Redeem. Chúng ta sẽ được 20 phút nhân đôi kinh nghiệm. Wow, nhiều quá nha. Thì với cái code này khi các bạn nhận nhiệm vụ nó sẽ cho các bạn 300 kinh nghiệm đúng không? Bình thường là như vậy, nhưng mà với cái này nó sẽ cho các bạn tới 600 kinh nghiệm lận. Đây, mình làm thử các bạn xem nha. Phụ anh cái Phúc. Rồi, bính phụ anh đi Phúc. Ê, mày giỡn hả? Ê, em lộn, em xin lỗi. Lỡ em cũng lộn. Mê cây quá các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn hãy để ý kinh nghiệm mình nhận được từ cái nhiệm vụ này nha. Đó, nó sẽ cho các bạn tới 600 kinh nghiệm lận. Thì đến với cái code tiếp theo, đó chính là code C Sean. Các bạn nhớ là phải ghi viết qua hết vậy nha. Rồi bấm nút. Và với code này chúng ta sẽ được thêm bao nhiêu ta? 10 phút hả? Chắc không vậy, 20 phút chứ. Được thêm 20 phút nữa. Thì đây chính là những code của admin ha. Nó cũng khá bí mật nên chắc là cũng ít bạn biết lắm. Và đương nhiên chúng ta sẽ đến với code nhận được trái quỷ vĩnh viễn. Hoặc là không. Đây, đó chính là cái code Chandler. Code này em quen à. Cái này mới đúng, em biết tôi biết đúng không? Biết. Thì code này sẽ cho chúng ta không Belly. Wow. À, dẫn em tưởng phải là 10.000 đô chứ. Thì nói chung không Belly cũng khá là ngon các bạn. Và nếu như các bạn có thắc mắc là tại sao giờ này mình không đăng video, thì đó chính là giờ này mình đang bị đau găng nha. Thay vì làm video thì mình đã phải đi khám bệnh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với code tiếp theo. Thì code này sẽ là KITT sẹt reset. Rồi, ui, được một cái reset start. Và để sử dụng được cái này á, các bạn cần phải nâng điểm vô đây là thấy không? Đó, và các bạn bấm vô nút refund là nó sẽ hồi lại toàn bộ điểm các bạn nâng lại từ đầu luôn. Nếu như các bạn mà chưa lên được C2 á, các bạn có thể sử dụng code này để reset start ha. Tại vì ở C1 á thì không có cái chỗ để các bạn reset đâu. Lỡ mà nâng lộ một cái là đi luôn. Rồi, với code tiếp theo nè, đó chính là sub 2 captain màu. Let's go. Chúng ta sẽ được thêm 20 phút kinh nghiệm nữa. Vẫn chưa tới trái quỷ vĩnh viễn ha. Biết sao? Tại sao vậy? Tại nó không có. Ê, anh giỡn ha. Thật ra các bạn muốn trái quỷ vĩnh viễn thì các bạn hãy coi tới cuối clip nha. Rồi, nãy có code kit reset rồi không? Mình sẽ đến với code kit gaming. Giết thường nha, đặc biệt là cái code này phải giết thường mới được. Let's go. Chúng ta sẽ được thêm 20 phút nhân đôi kinh nghiệm nữa. Nãy giờ là 1 tiếng 20 phút rồi đó nha. Ôi, nãy giờ nhập mấy cái máy code mà được 1 tiếng 20 phút nhân đôi kinh nghiệm rồi. Cỡ này farm từ level 1 lên C3 chắc tầm khoảng nửa ngày là xong. Là bằng một cái gamepad 99 robot rồi đó. Ừ, chuẩn nè. Nhưng mà các bạn muốn mua bằng robot á thì phải tốn 99 robot lận. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ cần nhập code là có rồi. Đơn giản vậy. Bởi vậy ta nói coi video của anh Crazy Lan là vậy. Thôi bây giờ là sub 299 nha bạn. Top 1 BBB Việt Nam. Ủa lộn, vừa Block Food chứ. Chứ top 1 BBB Việt Nam là anh với em à. Dễ tung người hứng. Em cười mất tiếng luôn bố. Em kiểu em cười mấy mít em không thu được luôn á. Rồi và code tiếp theo các bạn tập trung nha. Bởi vì code này sẽ rất là khó để ghi. Đầu tiên sẽ là NU sẹt Y sẹt Bro. Đó các bạn thấy không, nó hơi gắt gói tí nhưng mà không sao. Let's go, được thêm 20 phút nữa. Trời, nhiều vậy. Thôi nói thiệt chứ ạc này có khi anh bán được 20.000 luôn á. Và tiếp theo sẽ là code Magic Boss. Ơi, không biết chị nào mới có code anh Crazy Lan ha. Let's go. Ôi, 2 tiếng rồi kìa. Nè, nó còn tăng lên nữa. My god, chị mới nhập có mấy cái code mà thôi mà được 2 tiếng rồi các bạn. Rồi, đến với code tiếp theo đó chính là Jack W C K. Là gì đây? Jack hả? Ồ, 97. Ôi, ai đom đóm giơ tay lên. Thiên Lý ơi, hay lại được không? Không. Wow. Wow, và hiện tại mình đã có được 2 tiếng rưỡi nha đâu kinh nghiệm rồi. Và nếu như các bạn muốn mình farm gạt về đắc co tu này từ level 1 đến level max thì các bạn hãy giúp video này đạt được 5.000 like nha. Ê, nói lại thằng Quang ơi, có tu lấy gì? Ai Phúc, em biết cái con gì mà màu hồng không? Con flamingo đúng không? Sai rồi, đó chính là Star Code Heo. Let's go, 20 phút nữa. Con heo màu hồng hả? Ủa chứ heo màu gì? Heo màu gì bạn, comment đi bạn. Ủa heo gì ta? Ok, đến với code tiếp theo đó chính là BLUXXY Bloodsy. Và đương nhiên cũng sẽ cho ông ta nhân 2 kinh nghiệm nữa. Ui, 3 tiếng kìa, nhanh gì vậy? Heo, 300 robot kìa đó lên. Wow bro. Thì do các bạn coi video này nên là mình sẽ tặng các bạn 300 robot bằng cách là được 3 tiếng nhân đôi kinh nghiệm đó nha. Và code tiếp theo đó chính là code FU
DD 10 sạc V2. Let's go. Ui, được 2 belly. Ồ, nhiều hơn cái Chandler là được rồi. Nhiều hơn cái Chandler 2 belly luôn nha. Đỉnh thiệt á chứ. Rồi, thì tiếp theo sẽ là một code của admin Lockfoot nha các bạn. Nghe tò mò không? Đầu tiên chúng ta phải bật cấp lock lên. Sub 2, Gamer, Robot và sạc ASB 1. Và sau đó thì let's go. Được gì đây? 20 phút nữa. 3 tiếng rưỡi rồi. Rồi, để mình coi nhập hết đống code này được bao nhiêu nha các bạn. Sub tu nè, noob master 1 2 3, let's go. 4 tiếng luôn rồi. My god nè. Em nghĩ có thể lên được 10 tiếng không? Em nghĩ có khi được luôn á. 10 tiếng là 1000 robux đúng không? Rồi, tiếp theo chính là cái code của đô đốc hải quân nha, đó chính là Uncle Kizaru. Đó, đây là một code mới hoàn toàn nha các bạn. Let's go. Ui, được một cái start refund nữa nè, ngon vậy. Lần đầu tiên thấy được cái code có refund start nữa. Ngon nha các bạn, ngon nha các bạn. Và tiếp theo chính là sub tu. Ủa sao em đứng yên rồi? Ê, trời ơi, mới đứng yên có một giây thôi đó các bạn. Phải đi luôn di chuyển như nè. Rồi, tiếp nè. Có tiếp theo chính là sub tu. Đây, rock. Rồi, redeem. Đó. Ê, dạ, ôi. Ê, rồi, anh nói gì nữa đi, nói gì đi. Nói gì giờ, 4 tiếng kinh nghiệm rồi nè. Nè, mình nghĩ nó có thể lên được 6 tiếng hoặc là thậm chí là 7 tiếng luôn nha các bạn. Rồi, và có tiếp theo chính là A, X, Y và O, R, E. Đó, ASIO, let's go. Lại là code nhân 2 kinh nghiệm à. Nhiều thế. Mình nghĩ là chúng ta có thể max level được luôn nha các bạn. Tới 5 tiếng lận á. Nhưng mà vẫn còn code nữa chứ. Let's go. 5 tiếng thiệt kìa. Ui, Vidac lại đứng yên nữa các bạn ơi. Ok, giỡn hơn có tiếp theo nha. Code mũ gom các bạn ơi. Raw head, M, A, I, N, E. Rồi, code này mình nghĩ là sẽ ít 2 kinh nghiệm nữa nè. Chuẩn luôn, 5 tiếng rồi. Chúng ta đạt được 5 tiếng kinh nghiệm các bạn ơi. Thì mấy code này toàn là code mới không, nên là các bạn cứ nhập thoải mái đi nha. Mình nghĩ là các bạn chưa nhập mấy code này đâu. Và code tiếp theo. Rồi, N, O, O, B, E. Let's go. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó thì phải. Ok, và đến với code tiếp theo nha. Thì cái code này mình nghĩ là có khá là nhiều bạn biết rồi. Bởi vì cái code này chính là một trong những cái bí mật của Blockfoot ha. Lần này là được 1 belly nè, 0, 1, 2. Mấy cái code này tính ra cũng thú vị quá ha các bạn. Quá bây giờ nhiều tiện ích cũng khoảng được 3 belly rồi đó. Và đến với code tiếp theo đó chính là Big New. Thông tin mới. Yes sir. Quá đã đó các bạn ơi. 5 tiếng cho đôi kinh nghiệm rồi nè. Thôi 30 phút anh phải gọi hỏi C1 đây. Ủa mà khoan, để anh vẫn còn code đó Phúc. Code gì nữa? The Red Ace. Và code này sẽ cho chúng ta được 5 tiếng rưỡi ít 2 kinh nghiệm nha. Rồi là nãy giờ chắc cũng khoảng 6 tiếng đúng không, là 450 robot á. Thì với ít 2 kinh nghiệm này các bạn có thể lên level siêu nhanh luôn nha. Đó, thì đó chính là tác dụng của ít 2 kinh nghiệm nha. Vậy là mình làm được thử thách lên được level 50 trong vòng 2 phút nha các bạn. Quá đơn giản luôn. Ok, đó chính là tất cả code mới nhất trong Blockfoot. Và đương nhiên về phần trái quỹ diễn thì mình sẽ giveaway nó trên Discord của mình. Các bạn nhớ tham gia ngay nha.